Mọi người ơi, vô lại giùm em với, em bị đá ra lại rồi mọi người ơi. Hu hu. Mọi người ơi, chia sẻ bài là em với em bị đá ra lại rồi, tội nghiệp em quá đi. Em đang có bán rồi nó đá ra em mất tiêu, mọi người vô mua lại giùm em với nha. Khổ tâm. Khổ tâm em thiệt luôn á. Muốn xỉu luôn rồi đó. Tự nhiên bị răng đó ta, nó tự nhiên nó nhảy ra ngoài đó ta. Điên thiệt luôn á. Mọi người ơi, chia sẻ bài lại giùm em với nha. Mọi người thích cái nào thì comment để em like luôn nha mọi người. Khổ thiệt á. Em đang bán cho mấy chị nó, không biết mấy chị nó có biết để mua lại không nữa. Khổ thiệt. Mọi người ơi, chia sẻ bài comment lên giùm em nha. Mọi người thích cái nào thì comment cái đó lên giùm em sẽ like nhanh cho mọi người ngủ nha. Tự nhiên nó bị đá ra mất chứ em không muốn như vậy nha mọi người. Chia sẻ bài giùm em với nha. Khổ tăng. Khổ thân em. Bùi Hoàng Thái đi đâu rồi? Đang chưa về đó Bùi Hoàng Thái ơi. Bùi Hoàng Thái đi đâu chưa chưa về? Alo xin, alo xin, alo xin. Mọi người ơi vô lại giùm em với nha mọi người. Mọi người ơi vô lại giùm em nha mọi người ơi. Vô lại giùm em với nha mọi người, tại em cứ điên lên luôn đó. Chia sẻ bài này giùm em với nè. Chia sẻ bài đi mọi người ơi, chia sẻ bài đi mọi người ơi. Nhanh lên con, em mới dạy là em hết like luôn. Khổ thiệt. Con em mới dạy là em hết like luôn. Hello Bình Nhi. Hello Bình Nhi, hello Bình Nhi. Chia sẻ bài giùm ta đi nha Bình Nhi ơi. Chia sẻ mạnh tay lên Bình Nhi ơi. Khổ thân. Chia sẻ bài giùm em với nha mọi người ơi, mọi người thích cái nào mọi người comment em like luôn nha mọi người, đợi em xíu xíu thôi nha mọi người, đợi em xíu 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 xíu. Mấy bạn điên của em khùng, chia sẻ hết rồi đây, đúng rồi chia sẻ mạnh tay lên đi, không tao bán hết sạch đồ mày không có mặt luôn nha, tao bảo đảm mày nãy giờ tao like có nhiều hỏi người hỏi lắm rồi nha. Đâu rồi nè cái bực mình ghê luôn á. Chia sẻ bài lên giùm em với nha mọi người. Hello. Khổ thân chưa? Đứng hình luôn rồi. Hello chị Kiều Trang nha mọi người, em vô lại mọi người thích cái nào thì em like cái đó nghe. Cái chị em mấy chị kia nãy em đang hỏi tự nhiên nó bay mất tiêu ra giờ không biết ai mà tìm. Kể đi, nói chung là đi đây em like tiếp nha mọi người. Tóm lại là giờ giờ em like tiếp. Em không biết ai vô ai hết. Kế. Bình Nhi mà chia sẻ hết hội nhóm cho ta em sẽ giết mày luôn. Chia sẻ cho ta đi. Không về nhà không có áo đẹp mặc đâu nghe. Nè, cái con này nha mọi người.
dưới 70 kg mặc ok nha, rất là xinh luôn nha. Chốt giùm em mã đỏ cộng số điện thoại giùm em với nha. Đỏ cộng số điện thoại đi. Cái form này hơi to đi, em mặc nó hơi bị như thế này nha. Nhưng nó rất là đẹp luôn nha mọi người, cực kỳ xinh luôn nha, rất là xinh luôn. Ai mà size lớn lớn thì mặc cái này nha, cực kỳ xinh luôn nha. Em bán cho mọi người con này với giá 150k thôi nha. Liên hệ Trà Giang chia sẻ giùm mấy với nè Kiều Trang, chào chị Kiều Trang nha. Liên hệ Trà Giang chia sẻ giùm mấy với nha Kiều Trang ơi, An Giang ơi. Chia sẻ giùm em với nha mấy chị ơi, mấy chị ơi, mấy chị. Dạ ok chị Nguyễn Thương nha. Ok chị Nguyễn Thương nha. Áo dạ đen à chị ơi. Áo phía trên này là da lọn nha mấy chị ơi. Cái phía trên này là áo da lọn nha. Phía trên là da lọn nha. Mọi người thích áo dạ đen em sẽ lấy áo dạ đen cho mọi người xem nha. À chị Nguyễn Thương ơi, chị bao nhiêu ký vậy chị ơi? Chị ơi chị Nguyễn Thương ơi, chị bao nhiêu ký vậy? Chị thích dạ dạ dài hay là dạ dạ ngắn? Màu con dạ này form hơi form trên gói nha mọi người ơi. Cái này form ngắn này form trên gói nha. Cực kỳ xinh luôn nha mọi người. Cái này xuất sắc luôn nha. Đó. Chốt giùm em mã. Chốt giùm em mã đen cộng số điện thoại nha mọi người ơi. Đen cộng số điện thoại nha. 54 cái độ lạnh mặc vừa con này nha. 54 55 cái độ lạnh mặc vừa con này nè. Da lọt 40 kg nha chị ơi. Không, hết mất da lọt 40 kg rồi nha chị ơi. Có mấy con như thế này nha. Có cái con này 40 kg chắc mặc ok nè. Con này 40 kg mặc ok nè. Con này nè. Đó, lót lông phía trong toàn bộ như thế này nha. Đợi em xí em lên nha. Màu con dạ cực kỳ xinh luôn. Ai lấy mẫu này thì comment giúp em. Đen cộng số điện thoại nha. Đen cộng số điện thoại con này cực kỳ xinh luôn nha. Đen cộng số điện thoại này cực kỳ xinh luôn. Đen cộng số điện thoại giùm em với nha. Đen cộng số điện thoại nha. 54 55 cái độ lại mặc vừa con này nha. 54 55 cái độ lại mặc vừa rất là mới luôn nha. 54 55 cái rất là mới luôn. 54 55 cái độ lại mặc vừa con đó nha. Chào Nguyễn Thị Nương này, mọi người chia sẻ bài đặt tay lên thì mang với mọi người ơi. Bùng mũi rụt luôn nha mọi người. Lên siêu phẩm cho mọi người xem cho nó phấn khởi nè. Mọi người ơi chia sẻ bài cho mang với. Màu con dạ màu cam nha mọi người ơi. Màu con dạ màu cam cực kỳ xinh xắn luôn nha. Xuất sắc luôn. Màu con dạ màu cam này rất là đẹp luôn nè mọi người. Đẹp xỉu luôn á. Nó mới lắm luôn nha. Con dạ màu cam này rất là mới luôn nha. Lá mẫu này thì comment giúp em màu cam nha mọi người. Cam nha. Con này cam nha, cực kỳ xinh luôn nè. Chốt giùm em mã cam cộng số điện thoại giùm em với nha. Cam cộng số điện thoại 220 nha mọi người. Cam cộng số điện thoại nha, 220 nha. 220 nha mọi người. Chốt giùm em mã cam cộng số điện thoại nha, 220 mới khủng khiếp khiếp. Mặc lên nó rất là trắng da như thế này nha, rất là trắng da nha. Cực kỳ trắng da luôn. Siêu phẩm cam nha mọi người. 220k. Mới khủng khiếp, 220k. Chốt giùm em mã cam cộng số điện thoại giùm em với nè. Cam cộng số điện thoại giùm em với nè. Cam cộng số điện thoại giùm em với nha mọi người. Cam cộng số điện thoại 220 nha. Cam cộng số điện thoại 220 nha mọi người. Cam cộng số điện thoại 220 nè. Trời đau quá mọi người. Chia sẻ bài mặt tay lên giùm em với đi, bùng có đi mọi người ơi. Thiệt là bùng luôn á. Em đang bán tự nhiên nó bị thoát ra mất tiêu rồi đó. Các em đi đâu hết trơn, bùng chết đi được.
nè. Con màu cam màu hồng này rất là xinh luôn nha mọi người. Con màu hồng này cực kỳ xinh, dáng dài nha mọi người. Con hồng này dáng dài cực kỳ xinh, mới lắm luôn nha. Dạ bông nha, cực kỳ mới. Cực kỳ mới luôn nha. Xinh xuất sắc luôn. Chốt giùm em mã hồng cộng số điện thoại nha. Hồng cộng số điện thoại nha. Hồng cộng số điện thoại 280k này, con hồng này 280 nha mọi người. Mọi người chia sẻ bài đi, em sẽ giảm giá cho mọi người nha. Mọi người chia sẻ bài giùm em với mọi người. Rất là xinh luôn nè. Chốt giùm em mã hồng cộng số điện thoại siêu phẩm hồng nha. Dài khỏi gói luôn nha mọi người, khỏi gói luôn nha. Rất là xinh, mang giùm bố cực kỳ xinh luôn. Siêu phẩm hồng cộng số điện thoại này cực kỳ xinh luôn. Xuất sắc luôn nha. Siêu phẩm hồng cộng số điện thoại này. Mọi người ơi chia sẻ bài giùm em với nha, bán giá rẻ cho mọi người nha. Mọi người ơi chia sẻ bài giùm em, bán giá rẻ cho mọi người nha. Chia sẻ bài mà em với. Coi áo đen phía sau đi chị, có đầm dài tay ngắn không em ơi? Đầm dài tay có nha chị ơi, chị Phương Thảo có đầm dài tay nha, mặc áo đen chị coi với. Ok chị Khánh Vân nha, áo đen này đúng không ạ? Áo đen này là 300k chia sẻ còn 280 nha mọi người, hàng hiệu nha mọi người, hàng gia lộng hiệu nha. Mọi người ơi em nói cho mọi người nè, cái điện thoại của em á, nó hay bị chói á. Cái em bảo đảm với mọi người là hàng ở phía ngoài của em là nó mới hơn rất là nhiều lần so với phía trên cái livestream này, bởi vì cái điện thoại. Dạ ok chị nghe, đợi em xí thôi. Không được nghe, bồ hoàng thái nghe quấn chết nè. Cái áo này nè mọi người, nó rất là mới so với bên ngoài, bởi vì đúng rồi Khánh Văn, em còn một cái này duy nhất luôn nha, chị nào nhanh tay thì chốt con này nha, chứ không có nhiều đâu nha. Em có 2-3 con mà em bán hết cho khách rồi, mà em không có thời gian like nên nó còn một con như thế này nha. Đó, rất là xinh luôn nha mọi người, rất là xinh, bảo đảm mọi người là nó mới đến 99.9% nha. Ok chị nha, áo tím Vũ Long đợi em xí mọi người ơi. Làm em đang mà. Đợi em xí nha mọi người, đợi em mọi người nha. Đợi em like cái con này cho mọi người xem, để Khánh Văn coi nè. Con này rất là xinh nha mọi người đó. Cực kỳ xinh luôn. Ba con bán hết rồi, còn một con duy nhất nè. Em nói cho mọi người ngay nha, cái con này nè. Rất là xinh luôn nha, nó có khuy gài trên cái này cho mọi người xem này đó. Gài như thế này nha mọi người. Ai mở ngoài Bắc á mà nó lạnh á, hoặc là ở Đà Nẵng nè, nó lạnh á mọi người. 300 mọi người chia sẻ bài còn 280k nha. Mọi người phải chia sẻ bài giùm em nha. Chứ cái con này giá thị trường họ bán cho mọi người hàng si, nhưng họ bán cho mọi người với giá tầm khoảng 400-500 nghìn bảo đảm luôn nha. Nên chị nào đó rất là xinh luôn nha. Cao lên như thế này nó ấm cực kỳ luôn, xuất sắc luôn nha. Da lợn nhà em nó mới 99% mới luôn đó. Chị Khánh Văn thích cái con này không thì lên giùm em 280. Mọi người chia sẻ bài giùm em nha, chia sẻ em nó bán 280 nha mọi người đó. Còn một con duy nhất như thế này nha, định để lại mặt luôn á, bởi vì nó đẹp lắm luôn nha, xuất sắc luôn. 280 cộng số điện thoại, bảo đảm mới, hàng hiệu đường hoàng nha. Lót lông phía trong toàn bộ màu đen như thế này đó. 250 chị ơi, 300 mà em sale còn 280 rồi nha mọi người.
cái con này mọi người mix với quần jean nhá, mọi người mix với quần jean hoặc là chân váy ngắn mọi người xuất sắc luôn á, hoặc là chân váy xà dài như thế, nó nói chung là rất là xinh luôn. Con này xinh lắm, con này dễ mix nhất á, mà rất là xinh nữa. Chị Khánh Văn ơi, bởi vì em không đủ vốn đâu nha chị ơi, em lái vô rất là cao rồi, em lái từng cái một về chứ không phải là bông nguyên kiện này, mọi người đừng có la em nha. Rồi cái Khánh Văn ơi, không được đâu, 280 nha, 280 nha, 280, thích thì có con đó 280 giùm em. Rồi đợi em xí lên luôn cáo tiếp nha chị nào mà nói. Cái con này rất là xinh luôn nè mọi người. Em mặc váy nè, nó khó phối. Đây. Size gì hả chị ơi? Con này free size nha chị ơi. Con này free size nha. Cái con này hàng hiệu nó ghi cái gì em cũng không biết nữa. 11-3 là cái gì không hiểu nữa. Nhưng mà nó biết, em biết là free size mà cũng vừa. Con này nó xinh lắm luôn, mạ vàng dây kéo toàn bộ, nút toàn bộ mạ vàng nha. Con này chị nào thích thì lên giúp em nha. Con này 400.000 em mới bán nha. Con này lông thật nha. Cái mũ như thế này, cái mũ lông tím này là mũ thật nha mọi người. Mẫu là mũ lông thật này, phía trong nó mới toàn bộ như thế này. Có cái túi như thế này nữa nha. Đó, em nói từng chi tiết cho mọi người xem. Đẹp xuất sắc luôn nha mọi người. Cái này mọi người phối quần riêng hết sải luôn này. Con này rất là đẹp luôn nha mọi người. 400k. Nó mới 99.9% mới luôn nha mọi người. Thiếu cái mặt nữa thôi. Em nói hàng của em là xuất sắc luôn. Dành giật mãi mới được con này nha mọi người, chứ không phải là. Đó, đẹp lắm luôn nha. Cổ lông của nó này mọi người nhìn nè, rất là đẹp luôn nha. Này mọi người nhìn nè, cái màu của nó lạ kinh khủng chưa. Ồ đẹp lắm. 400.000 ngay. Chị nào lắm hôm nay thì lấy giùm em 400. Mình có một con y hệt màu tím mà. Chị mua ở đâu vậy? Không có ngay, con này không có giá như vậy đâu nha mọi người ơi. Không có nha mọi người. Rất là đẹp luôn nha. Con tím này hàng chị không có giá như thế nha mọi người. Bảo đảm mọi người luôn. Hàng của em mọi người nhìn nè, xuất sắc luôn nha. Đó. Rất là đẹp luôn nha. Con tím đi đẹp lắm mình nhỉ ơi. Đẹp lắm. Cái con của ta là nhất, con này là nhì nha. Cái con của ta là nhất chứ cái con này là nhì nha. Rất là đẹp luôn á, xuất sắc luôn. Đó. Thấy chị Liên Nguyễn nha, cực kỳ đẹp luôn. Chị nào lá mẫu này thì không chị ơi, con này đẹp lắm luôn á, em giật mãi mới được nè mọi người nhìn nè. Mi chết đi con mình nhì, mi đi chết đi ngay. Mi nhất chứ không chịu nhì nữa, không có mặt đâu nghe. Đó cái con tím nè mọi người nhìn nè, nó mới chưa? Nó mới như chưa bao giờ được mới, hàng hiệu nha. Bảo đảm với mọi người hàng hiệu nè. Cái này là hàng rất là đẹp luôn. Không được chị ơi, không được. Em bớt cho chị 20.000, chị chia sẻ bài giùm em. Không thôi em không bớt luôn. Đó, 20.000 thôi nha mọi người, 20.000 ship cho vui thôi nha. 20.000 ship cho vui thôi nha. Đó, chị đi tây lái thì em để con này cho chị 380 thôi nha. Chết rồi mọi người ơi, cưng của em nó lại rồi nè. Chị Đinh Kim Anh ơi, không phải là em bán mắc nha. Ai mua hàng của em là biết nha. Ai mua hàng của bên em là biết nha mọi người ơi. Bởi vì hàng nào tiền nào quả nái nha chị ơi. Không phải em bán mắc. Chị thích thì chị mua bên em. Bởi vì có nhiều khách fanpage rất là ái luôn nha. Ôi em không có shipper nha chị ơi. Em không có shipper nha. Em có ship shipper nha. Em ship bưu điện nha mọi người ơi, em ship bưu điện nha.
khổ thiệt luôn á mọi người. Em like vài con thôi cho mọi người nghĩ em không có thời gian like, mọi người thấy không, em không có thời gian like, nói thiệt tình luôn á. Đợi xíu nha mọi người, thích nếu như mà xí được thì em xí nữa em lên lại cho mọi người xem nha.